Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Song Hye Kyo lại có động thái lạ như đang thả thính tình cũ Hee Woo Bin. Dân tình lại rất sôi sục với động thái nạ của Song Hye Kyo có liên quan đến tình cũ Hee Woo Bin. Cứ thế này mãi, người hâm mộ biết phải làm sao với cặp đôi này. Mới đây, fan hâm mộ phát hiện Song Hye Kyo tiếp tục có thêm động thái nạ liên quan đến tình cũ Hee Woo Bin. Cụ thể, vợ cũ của Song Joong Ki ngày càng thân thiết với stylist riêng của Hee Woo Bin. Không chỉ chơi thân với nhau, họ còn thường xuyên tương tác với nhau trên mạng xã hội. Người hâm mộ để ý stylist của nam diễn viên hạ cánh nơi anh đăng bài kỷ niệm ngày cưới, ngay lập tức Song Hye Kyo đã vào bình luận với thái độ vô cùng thân thiết. Cô nàng để lại một icon hình hoa hồng thay lời chúc mừng hạnh phúc. Việc bình luận trên mạng xã hội như vậy là một hành động khá hiếm của Song Hye Kyo. Dân tình đồn đoán rằng cả hai thân thiết như vậy phải chăng là có một sợi dây kết nối phía sau, và sợi dây kết nối đó không ai khác chính là Hee Woo Bin. Trên Instagram, bản thân của Song Hye Kyo có đăng tải bức ảnh chụp chung của hai người. Netizen nhanh chóng soi ra mỹ nhân hậu duệ mặt trời đeo vòng cổ có hai chữ HS được cho là viết tắt họ của hai người. Cùng nhìn lại loạt bằng chứng cho thấy Song Hye Kyo và Hee Woo Bin như đang ngầm thả thính nhau. Quản lý của Song Hye Kyo thường xuyên xuất hiện cùng Hee Woo Bin. Một nguồn tin thân cận cho biết rằng cả hai khá thân thiết thời gian gần đây. Song Hye Kyo thì lại thân thiết với stylist của Hee Woo Bin. Điều này rất đáng nghi ngờ và nghi vấn. Song Hye Kyo đăng ảnh cỏ bốn lá, còn Hee Woo Bin cũng cực kỳ thích thú với điều này. Có thông tin cho biết thêm Song Hye Kyo từng xuất hiện tại địa điểm quay quảng cáo của Hee Woo Bin. Ảnh nữ diễn viên đăng tải trên Instagram có nhiều điểm trùng hợp với những tấm hình quay quảng cáo bị rò rỉ Hee Woo Bin. Fan hâm mộ của cặp đôi đã chia sẻ hàng loạt ảnh ghép của Song Hye Kyo và Hee Woo Bin từ bé tới lớn để chỉ ra nét phu thê của cả hai. Thậm chí nhiều người còn khẳng định Song Hye Kyo, Hee Woo Bin sinh ra là dành để cho nhau. Tuy nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của cư dân mạng. Người trong cuộc vẫn chưa từng lên tiếng. Còn nếu như họ đến với nhau thật thì là một thông tin đáng mừng. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.